Test đồ tí không nhỉ? Vô game này mới đi. Để game này đưa chế linh. Để lên được chế linh xíu. Đánh giáp mà đó là Lulu hơi chưa map binh nha, đánh thì cũng được nhưng mà chưa map binh nha. Map binh là phải đựng xài E Yumi để tôi nhảy lên cái E cho tôi là 100% không chết. Tôi giữ E rồi hôm đi sao quá. Trời ơi, vừa đánh vừa coi stream nữa, khổ ghê. Tôi biết tại sao mấy thằng sub trung tim tôi nó fit rồi. Nó chơi game ở coi stream tôi không à? Vừa đánh vừa coi mà. Đánh vậy sao tập trung được? Trời, thiệt luôn. Thiệt luôn hả? Người chơi game vậy thiệt luôn. Người chơi game vậy sao win hả Nili? Bên kia hết Yuumi, bên đây chỉ tình Lulu mở cam chứ. Không biết nó gần bắn gì. Để tôi chỉ anh em cái thủ thuật. Rồi xong. Định mệnh nó ghim vô đầu nó rồi. Trời ơi, sao bấm đá vậy? Nó đang đây nè, sao bấm đá vậy? Chứ nó bấm nhầm. Phun thôi à. Hay chết thì tăng được, khó cho kia không được. Bên kia có ai đây diễn viên thì mình thêm diễn viên ở top mình diễn viên hả? Thôi vậy từ từ gần mình chết từ từ thôi. Hai bên có một diễn viên nè. Đố bắt được em. Đố anh bắt được em. Không đập được làm chó. Không đập hả? Ồ. My brother. Ồ chết rồi. Nó kiểu mấy ông không biết cái này á, kiểu mà cái ngưỡng chết của nó, ngưỡng chết nó bước đi cái bước đó là nó phải chết á. Mà tôi đánh ở đây cái đứng gì mấy ông biết sắp dựng, tôi không biết. Mấy ông phải coi stream tôi nhiều quá, ít coi stream tôi quá đâu biết mấy cái thế đó. Coi nhiều phải coi tập trung nó mới biết được chứ coi sương sương cũng không biết, mà mấy ông này không coi luôn, khó. Vậy em muốn đánh hay sao đánh hay được, cắm mắt vô. Ừ, hai mạng. Giết lẹ nhảy quanh à. Ngưỡng tử, ngưỡng má tử chúng ta sẽ gọi là ngưỡng tử. Ghê, đâm vô lính nè. Ừ, này không lát đâu, đâm đó thôi. Bắn gì nữa chạy. Ghê này biết chơi JC phải đó, nếu mà nó không biết chơi nó bày cho tôi cái tôi rồi cái nó chết này. Nó biết chơi nó chạy hết nhảy rồi này, không lát này xong đây. Ui quên nó còi sức ta. Hả? Chết
chạy. Bà lóc ken nhảy xuống hết nhảy rồi cây chưa, hết nhảy rồi cây chưa, hết nhảy rồi cây quá. Xuống bằng đá nữa chứ, dám xuống bằng đá lắm mà, đá nhảy say hai. Đang chìm, đang chìm, chuẩn bị xuống đá rồi. Ủa mày hết mắt hả? Vậy đang chìm, chuẩn bị xuống đá hả? Hello there. Ở trên này đang lên ăn lâu rồi. Giờ mình nhảy, muốn giết này thì mình nhảy lên, xong mình biến búa đập mình, xong mình lát. Ui dạ, tao tóc pha hả? Ủa, sao chạy lẹ đấy? 3, 2, 1, né. Nghe đâu? Ok. Cái kiểu diễn viên anh em ơi. Mà diễn viên của người khác thôi, phải tôi thôi nha. Nhưng mà ai thôi phải tôi đâu. Không có biết nha, không có quen nha. Kêu tôi thôi là không có quen đâu á. Cuối cùng hay quá Ghi Long ơi. Qua ra kêu luôn rồi. Tại highlight cho Ghi Long á, Ghi Long làm clip đi. Chờ Ghi Long làm clip với Ghi Long này đăng clip YouTube đi. Có gì đưa vô xem. Nhớ like cho Đơ nha, tại vì Đơ cho Ghi Long cái video đó. Lụm. Vô. Làm cái tên đi Nunu. Làm cái tên cho Đơ đi Nunu ơi. Lăn lộn gì đó, lăn đi. Vô. Làm cái tên đi nào. Hay content mới đẹp. Mấy cái content mana kiểu mấy ông hồi xưa, mấy ông chơi đợi đây ra tách đợi đây với lại Dota. Thời mà thời qua gáp là mấy ông biết à. Hồi xưa nó chơi với cái đó là đâu có biến về nhà đâu. Đâu biến về nhà đâu. Muốn biến về nhà đi bộ vậy. Mấy ông chơi mấy ông biết giữ mana. Chơi Dota qua gáp mà không biết giữ mana cút thì. Chơi chắc phải đi bộ về nhà. Bao nhiêu lần á. Chị sĩ phụ đồ giỡn với nó. Tụng cái muốn xỉu luôn vậy. Ủa. Này nó bẹp tui đi đường đó. Bên nó kêu. Ồ kìa két rồi. Ném miếng like cho ba kênh cho tôi nha, mình em nhiều.